Trần Nhân Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký được phát hình và phát thanh trên Facebook và Youtube của Phong. 5 giờ 30 giờ California tức là 7 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trân trọng kính chào tất cả mọi người. Và trước khi đi vào cái phần đề tài ngày hôm nay, vẫn là cái bảo trợ của công ty Forever Be More Cosmetics với số điện thoại là 1888 933 7624. 1888 933 7624. Đó là số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào tham gia hoặc là tìm hiểu các mỹ phẩm của công ty Forever Cosmetics. Đây là một công ty khá lớn ở tại San Jose và gần 20 năm qua được xem là rất có uy thế tại San Jose với chị Trung Ngọc Nhi là tổng giám đốc điều hành. Mỗi chi tiết xin liên lạc với công ty Forever Billmore. một lần nữa là 1888 933 7624. 1888 933 7624 đó là số điện thoại của công ty Forever Billmore và vẫn là cái thông báo trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com đó là số điện thoại ấy, cái địa chỉ email mà mọi người có thể liên lạc về với phong đóng góp ý kiến hay là kể ra những câu chuyện của mọi người và theo đó thì phong sẽ trả lời email quá nhiều email và cứ trả lời mỗi ngày trả lời được hơn khoảng chừng hai cái email mà vẫn còn xếp hàng dài dài Hy vọng rằng là Phong sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất với những người nào chưa nhận được cái email reply của Phong ráng kiên nhẫn. Đó là thông báo. Riêng về cái cuộc hội ngộ với bà Khúc Minh Thơ thì à, cảm ơn mọi người. Sau một thời gian thông báo thì toàn bộ à, bên ban tổ chức báo cho Phong biết họ đã đóng sổ lại rồi. Và không còn dám nhận thêm người nữa mặc dù là có nhiều người gọi rất đông nhưng mà họ đã đóng sổ rồi. Tại vì cái giới hạn của nhà hàng không có bao nhiêu. và độ khoảng 200-300 người thôi. Do đó thì à, bên à, ban tổ chức cho biết là không dám nhận quá tải Do đó họ đã đóng sổ lại rồi Thành thật cáo lỗi cùng những người nào mà gọi sau cái thông báo ngày hôm nay Thì là không có thể tham dự được nữa Ok các bạn, đó là cái phần thông báo mà mỗi một ngày Phong vẫn phải đọc Và bây giờ thì chúng ta nhanh chóng bước vào trong cái bản tin và thời sự ngày hôm nay các bạn Bản tin thời sự ngày hôm nay thì có hai cái bản tin quan trọng à, Bắt đầu từ ngày hôm nay Trong chương trình Houston của Phong Thì mỗi một ngày phong vẫn cố gắng đưa các bạn một cái đề tài thời sự liên can tới à, những cái mối quan hệ của việt nam hoa kỳ và trung quốc đó là cái điểm điểm chánh trong cái chương trình hưu tin nhật ký của phong phong now on và bắt đầu từ cái ngày hôm nay cho tới một hai tuần tới tức là trước mùa bầu cử thì tất cả những cái điểm tin ngoại trừ những cái tin nào bất ngờ xảy ra thì phong không có phong sẽ điểm nhưng mà cái chính là phong sẽ đưa cái góc nhìn từ phía trung quốc mà góc nhìn từ phía Trung Quốc thì nó sẽ qua ba cái cơ quan truyền thông chính, thứ nhất là tờ Tân Hoa Xã, một cái hãng thông tấn của Trung Quốc gọi là Tân Hoa Xã đó, thứ hai là tờ South China Morning Post, tờ Bưu điện Hoa Nam đặt trụ sở tại Hồng Kông và thứ ba là tờ Hoàng cầu Thời báo để xem coi phía Trung Quốc nói gì về cuộc chiến này và cái quan điểm của họ như thế nào và từ đó chúng ta phân tích được cái phản ứng của chính quyền Trung Quốc. Đó là những cái mà Phong thông báo trước để cho mọi người hiểu là tại sao ông Phong ông cứ điểm mấy cái tin của những tờ báo này. Thì Phong nói là tại vì trong thời gian qua thì mình đã phân tích rất nhiều góc cạnh từ phía Hoa Kỳ, từ phía cộng đồng quốc tế, từ phía Việt Nam rồi. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta hãy phân tích từ cái khía cạnh của Trung Quốc. Mà từ khía cạnh của Trung Quốc thì Phong sẽ điểm những cái tờ báo từ Trung Quốc, những cái cơ quan truyền thông từ phía Trung Quốc hay là thân Trung Quốc thì để chúng ta nhìn được cái góc nhìn của họ và từ cái góc nhìn của họ thì chúng ta mới analyze chúng ta mới phân tích được là những cái bước kế tiếp của họ sẽ như thế nào phản ứng như thế nào với lại cái uh, cuộc chiến mậu dịch và sự gia cả gia tăng cái uh, căng thẳng quân sự ở trên biển đông. Ok các bạn bây giờ trở lại với cái uh, bản tin thì hai bản tin trên trên tờ South China Morning Post uh, ngày hôm nay thì cũng khá quan trọng liên quan tới cái cuộc chiến mậu dịch và giữa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. thì ở đây trước hết không cho các bạn thấy là tin từ tờ South China Morning Post là No longer welcome, tức là không còn được đón tiếp nữa dưới thể chế của Tổng thống Donald Trump Giấc mơ Hoa Kỳ đã không thể đến được với những người di dân từ Trung Quốc Đó là cái bài viết trên tờ South China Morning Post ngày hôm nay và người viết bài này tên là Chi Wong, ông này khá lớn tuổi Trong bài viết này, ông này cho biết là ông đã từng tới Hoa Kỳ từ năm 1949 và ông ta đã sống ở Hoa Kỳ 70 năm. Và trong đó thì ông ta đã nói về cuộc sống của ông ta là à, ở Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay ông nói rằng là rất nhiều người Trung Quốc đã tìm đường đến Hoa Kỳ bằng nhiều cách, đặc biệt là di dân theo cái dạng mà đầu tư, bảo lãnh thân nhân vân vân. Thì ông ta đã viết cái bài này khá dài. À, trong cái bài trong cái bài viết này thì ông ta cho rằng là với cái chính sách cứng rắn của tổng thống Donald Trump thì American Dream của người Trung Quốc coi như đã chấm dứt, không còn nữa. Tức là hiện nay đất nước Hoa Kỳ không welcome, tức là ông ta khẳng định là đất nước Hoa Kỳ không đón tiếp những di dân đến từ Trung Quốc. Đó là lời khẳng định của ông ta trong cái bài phân tích này trên tờ South China Morning Post. Tại sao không welcome? Một lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Và thứ hai, cái tin này rất là quan trọng và cho thấy rằng là Tổng thống Donald Trump đã gia tăng các cái bước áp lực đối với chính quyền Cộng sản Trung Quốc và cuộc chiến mậu dịch ở trong tờ South China Morning Post cho biết rằng là tổng thống Donald Trump đã rút ra khỏi một cái liên minh về bưu điện à, một cái uh, biến chuyển mới nhất được xem nhắm vào thẳng vào Trung Quốc. Bản tin này cho biết là tổng thống Donald Trump ngày hôm thứ hôm nay thứ thứ tư đã quyết định rút ra khỏi cái hiệp ước có trị giá 144 năm của cái uh, cái liên minh uh, bưu điện quốc tế. Đây là một cái liên minh bưu điện mà họ dùng để họ có cái hiệp ước để mà chuyển hàng hàng hóa đó và ông cho rằng những cái cái cái, cái có những cái đà, lỗi lầm ở trong cái ở trong cái cái liên minh này đã khiến cho Hoa Kỳ bị thiệt hại vì hệ thống này ông gọi là floor system tức là thiếu sót đã khiến cho những quốc gia đang phát triển như Trung Quốc đã vận chuyển ở trên khắp mọi nơi trên thế giới với cái giá thành rẻ hơn và cái thông báo này cho thấy dấu hiệu căng thẳng mới nhất trong cái mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington trong cái cuộc chiến mậu dịch tổ chức này có tên là Universal Postal Union gọi tắt là UPU đây là một cái tổ chức được thành lập từ năm 1874 và được điều hành bởi cơ quan Liên Hiệp Quốc tức là UN và đã đặt ra những cái quy luật cho cái ngành chuyển thư tính và trao đổi thư tính ở trên cộng đồng quốc tế và đồng thời là họ đặt ra các cái xác định những cái những cái chi phí về bưu điện đó các bạn cũng như là có thể thay đổi cái vấn đề mà giao hàng và nó có sự hiện diện của 192 quốc gia bao gồm luôn cả Hoa Kỳ và trong cái uh, this is a strong action by this administration đây là một cái hành động quyết liệt của chính phủ để sửa chữa những cái thiếu sót cái hệ thống thiếu sót này và làm cho nó tốt hơn. Đó là phía uh, tờ The Hills, một cái tờ báo về chuyên về chính trị của Hoa Kỳ đã cho biết trong một cái bản báo cáo thì trong cái bản báo cáo này cho thấy các bạn, tổng thống Donald Trump đã đưa một cái bước quyết liệt hơn nữa nhắm vào mặt hàng của Trung Quốc. Mặt hàng Trung Quốc không những giá rẻ và họ lợi dụng những cái khe hở của cái tổ chức WTO tức là cái tổ chức gọi là Liên minh Bưu điện Quốc tế gồm 192 thành viên ở trên khắp thế giới và cái tổ chức này được Liên Hiệp Quốc điều hành và họ lợi dụng những kẻ hở về cái dù mà trước đây Phong có nói là Trung Quốc luôn dùng cái dù là Developing Country Developing Country tức là cái quốc gia đang phát triển khi một quốc gia đang phát triển thì họ sẽ được hưởng lợi rất là nhiều thứ nhất là họ sẽ không bị soi đèn kỹ về cái vấn đề ô nhiễm môi sinh thứ hai là cái chi phí vận chuyển ở trên khắp thế giới của họ cũng họ có quyền đưa cái giá rẻ hơn những nơi khác vì họ là quốc gia đang phát triển à, so với những quốc gia đã phát triển thì họ có cái lợi thế này hơn là cái này là cộng đồng quốc tế dành cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển nhất là những quốc gia từng là thuộc địa của những cường quốc ví dụ như các bạn nhớ là khu vực Á Châu Việt Nam Campuchia Thái Lan hay là Phi Châu À, những quốc gia ở phi châu từng là thuộc địa của những cường quốc Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vân vân. Thì sau khi mà Liên Hiệp Quốc có một cái thỏa thuận từ năm 1948 với rất nhiều những cái nghị quyết ra đời vào năm đó, trong đó bao gồm cả nhân quyền, bao gồm cả rất là nhiều thứ thì cái hiệp ước này nó cũng đã được đưa vào trong đó là cho phép những cái quốc gia đang phát triển có thể thừa hưởng một số quyền lợi ưu đãi nào đó so với những quốc gia đã phát triển như là bên liên hiệp Âu Châu hay là Hoa Kỳ, thì Trung Quốc đã lợi dụng cái kẽ hở này trong nhiều năm nay. Mặc dù họ là thành viên của WTO, mặc dù bây giờ họ là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, nhưng mà họ vẫn núp bóng với cái dù là quốc gia đang phát triển ở một số những kỹ nghệ khác để hưởng lợi. Và cái lợi đó hôm nay Tổng thống Trump moi ra nó nằm trong cái hệ thống vận chuyển trên toàn thế giới gồm có à, ngành này thì tôi đã rất là rành ở à, trong Mỹ ở nước Mỹ thì gọi là ngành freight à, freight tức là ngành vận chuyển đó các bạn thì trong đó gồm có vận chuyển bằng à, máy bay, bằng tàu, bằng à, đường hệ thống xe lửa hỏa xa hoặc là bằng hệ thống à, xe vận tải thì cái ngành này chung là ngành vận chuyển thì nó thuộc cái lãnh vực của bên bưu điện nhiều hơn là ngành bưu điện nhiều hơn và bưu điện hoa kỳ tức là fedex hay là US Postal đó thì họ cũng là thành viên ở trong cái tổ chức WBU này. Và mỗi khi mà họ vận chuyển hàng đó thì họ lại có cái giá cả tương đối nó vừa đúng với lại cái quy luật của thị trường. Nhưng ngược lại Trung Quốc thì lợi dụng cái kẽ hở là cái dù, cái umbrella, cái dù là quốc gia đang phát triển, họ được phép đưa cái giá thành thấp hơn, phá giá. Và vì vậy thì các cái công ty vận chuyển quốc tế vẫn chọn Trung Quốc là cái công ty vận chuyển à, ch ví dụ như là ở đây chúng ta thấy à, cái, ở Hoa Kỳ các lâu lâu hay là ở Á Châu các bạn nhìn thấy chữ China Shipping thì China Shipping là một trong những công ty vận chuyển lớn nhất của Trung Quốc và nó thuộc quyền quản trị của à, nhà nước Trung Quốc tức là nó là công ty quốc doanh thì các bạn thấy thì họ đã lợi dụng cái này họ lấy cái giá rẻ và họ giật hết khách của những à, của những quốc gia khác chính vì cái điều này mà cái hiệp ước trị giá 144 năm Tức là họ được ký từ năm 1800 mấy Thì bây giờ Tổng thống Trump chính thức rút lui Đây là một cái đòn rất là mạnh đánh vào những cái kẻ hở mà Trung Quốc đã lợi dụng Không phải chỉ có ngành này trong vài tháng tới Trong một vài tuần tới nữa Thì chúng ta sẽ thấy là Tổng thống Trump lại moi ra tất cả những cái kẻ hở Cho tất cả những ngành nghề mà Trung Quốc đã lợi dụng kẻ hở đó để trục lợi trong suốt hơn gần 20 năm qua kể từ khi họ trở thành thành viên của WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Và đây chỉ là một trong những cái dấu mốc cho thấy là Tổng thống Trump đã gia tăng cái áp lực về mậu dịch đối với Trung Quốc. Mặc dù rằng đã có cái lời hứa hẹn cam kết là sẽ gặp tập, tập Cận Bình vào cuối tháng 11 trong cái hội nghị của G20, tức là G20 diễn ra tại Argentina, tức là ở cái mà Á Căn Đình đó. Thì bây giờ Tổng thống Trump trong giai đoạn này ông vẫn gia tăng áp lực, ông không dừng lại chính phủ của ông không dừng lại và cách đây hai ba bữa thì ông Moon tức là bộ trưởng tài chính của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng nói rằng là cái số công trái phiếu mà Trung Quốc đang nắm giữ của Hoa Kỳ hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim ông ta không lo lắng tức là Hoa Kỳ không có ngại cái việc Trung Quốc tung công trái phiếu ra bán để gây khó khăn cho nền kinh tế của Hoa Kỳ hay là cái giá trị của đồng đô la bị giảm thấp vân vân lý do là hoa kỳ đã sẵn sàng cho cuộc chiến này khi mà tổng thống trump khởi động ngày hôm qua các bạn thấy là ông trump đã bắt đầu xúc tiến cái cuộc đối thoại đa, uh, song phương với nhật bản bắt đầu khởi động trong vòng 90 ngày tiếp đến là anh quốc và rồi là liên hiệp âu châu tức là trên cái lịch tổng thống trump đã có sẵn những cái cuộc nói chuyện song phương thẳng thắng tay đôi thôi để lấy lại cái quyền lợi cho hoa kỳ và điều này cho thấy là trung quốc đã, đã bắt đầu bị dở hàng họ đã bị dở ra nhiều thứ trước đây vài tháng thì các bạn thấy là cái 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 mà rõ nét nhất là cộng đồng quốc tế lên tiếng Hoa Kỳ Liên Hiệp Âu Châu là Trung Quốc dùng cái debt trap tức là cái bẫy nợ nần để gài độ những quốc gia đang phát triển và sau đó họ thao túng những quốc gia đó dành những cái quyền lợi cho họ ví dụ như lập những đặc khu khai thác vô tội vạ khoáng sản hay là dầu hỏa ở trên lãnh thổ đó với cái giá rất rẻ mà rồi họ ký mấy nhiều năm, thậm chí là 99 năm, 100 năm để họ có thể toàn quyền khai thác thoải mái và được hưởng rất là nhiều những cái ưu đãi từ những quốc gia đó chỉ vì họ tài trợ cho quốc gia đó một ít tiền hoặc là cho quốc gia đó vay với lại cái phần lời thấp rồi cái họ dùng cái bẫy nợ đó để họ thao túng cái nền kinh tế quốc gia đó thì nó đã bị dở hàng ra. Các bạn thấy là Hoa Kỳ đã, và Liên Hiệp Âu Châu đã dở ra cho thấy là Trung Quốc đang dùng cái debt trap này để mà À, thao túng cái thị trường của thế giới và thao túng một số những cái nền kinh tế trên thế giới. Rồi cái thứ hai là cả liên hiệp Âu Châu lẫn Hoa Kỳ đều đồng một lượt lên tiếng công bố, công bố cái gì là Trung Quốc đã chơi ăn gian, là Trung Quốc đã tìm cách lách né cái luật thuế quan của các quốc gia này bằng cách là họ đưa hàng của họ qua Việt Nam qua những quốc gia khác mà có cái mức thuế thấp mà Hoa Kỳ ưu đãi để đưa thép nhôm nhập vào thị trường Hoa Kỳ và thị trường Âu Châu. Chính vì cái điều này mà Hoa Kỳ và Liên Âu đã lên tiếng chỉ trích rất nặng nề về cái thái độ này của Trung Quốc. Đó là cái dở hàng thứ hai. Cái dở hàng thứ ba là phía Hoa Kỳ. Là xưa nay Trung Quốc mở cửa cho các công ty vào Trung Quốc làm ăn. Họ có điều kiện. Họ dành những cái ưu đãi thuế má, họ dành những cái ưu đãi về những cái luật lệ ở trong cái quốc gia của họ cho những công ty này có khả năng kiếm lợi nhiều hơn. Nhưng bù lại Họ buộc các công ty này phải giao cái công nghệ cho họ Tức là giao cái technology Cái kỹ thuật cho họ Sau bao nhiêu năm Ví dụ sau 5 năm, 10 năm Thì phải ký kết là chuyển giao cái kỹ thuật đó cho Trung Quốc Một hình thức ăn cắp hợp pháp về sản phẩm trí tuệ Một lần nữa Tổng thống Trump lại dở hàng Ông tố cáo là Trung Quốc ăn cắp sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ Rồi bây giờ tiếp đến chưa đâu các bạn Sau đó ông lại tiếp tục giở hàng là Trung Quốc đã sử dụng hệ thống gián điệp để xâm nhập vào các đại công ty của Hoa Kỳ cũng như là các cái cơ sở chính phủ đặc biệt là những cái cơ quan nghiên cứu về khoa học của Hoa Kỳ như là cơ quan NASA để đánh cắp thông tin và chiêu dụ chiêu mộ những người làm việc những chuyên gia ở những công ty ở NASA ở những cái cơ quan này để mà cung cấp thông tin cho họ hoặc là bán một số những thông tin cho họ đổi lấy quyền lợi Tổng thống Trump lại tiếp tục giở hàng. Và cùng một lượt bên Âu Châu cũng không kém. Họ cũng khui ra những cái chuyện lem nhem của Trung Quốc trong cái vấn đề mà thao túng một số những cái bến cảng. Thì các bạn thấy trong mấy tuần trước tôi có đăng cho các bạn thấy là cái khu vực Bắc Âu là cái khu vực khá lạnh. Ở Bắc Âu là cái khu vực khá lạnh. Thì bây giờ gần như là 8-9 cái bến cảng ở khu vực đó đã bị Trung Quốc thao túng, khai thác và khiến cho môi trường ở khu vực đó đã trở nên tệ hại hơn họ dùng cái tiền họ đầu tư vào trong những cái bến cảng và rồi thì họ làm việc họ thao túng họ làm bất chấp những cái quy định về môi sinh ở cái quốc gia đó làm cho cái cái bầu không khí làm cho cái môi trường khu vực đó đã trở thành xáo trộn Âu Châu dở hàng ra và tố cáo rằng Trung Quốc đã cố tình thao túng bằng những cái món nợ và bằng những cái món cho vay hay là bằng những cái nguồn tài trợ ở những quốc gia này thì các bạn thấy rõ ràng là trong thời gian qua là Tổng thống Donald Trump cùng với cộng đồng quốc tế lần lượt dở ra tất cả những lá bài mà Trung Quốc đã giấu trong nhiều năm và trục lợi ở trên những lá bài đó trong nhiều năm. Thì bây giờ tất cả được dở hàng hết. Tất cả được dở hàng hết. Thì các bạn thấy rằng là một trong những cái món hàng được dở mới nhất là hệ thống bưu điện quốc tế. Cái tổ chức UPU là một cái tổ chức lâu đời nhất, một trong những tổ chức lâu đời nhất của cộng đồng quốc tế, 144 năm lận. Thì Trung Quốc đã được hưởng lợi rất nhiều nhờ cái dù là một quốc gia đang phát triển tức là developing country. Thì các bạn thấy rõ ràng là Trung Quốc còn nhiều thứ họ lợi dụng. Mặc dù bây giờ họ được nhận là một nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới nhưng mà họ vẫn chối bỏ cái chữ cường quốc để họ hưởng lợi ở cái dù là quốc gia đang phát triển. Thì các bạn nhìn thấy rõ ràng là cái lấy cái lối này là cái lối mà cộng sản thường hay làm. Thì đây cho các bạn thấy rõ cả một cái hệ thống của Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc là abuse, tức là lạm dụng rất nhiều. Cái sự dễ dãi, cái sự chăm trước và cái sự tha thứ của cộng đồng quốc tế. Và rồi họ đã trục lại 20 năm qua. Và bây giờ tới lúc mà Tổng thống Trump dỡ hết tất cả những cái trò lem lút của họ ra, phơi bày ra hết. Thì các bạn thấy là một lần nữa Trung Quốc lại bị gọi là cộng đồng quốc tế soi vào. Thì ngoại trừ cái hồ sơ của bưu điện, tức là cái ngành vận chuyển, các bạn biết ở trên thế giới tôi vẫn thường nói là bất cứ một quốc gia nào thì cái xương sống kinh tế, một trong những cái xương sống kinh tế quốc gia đó vẫn là ngành vận chuyển. Các bạn làm bất cứ cái gì các bạn cũng cần sự vận chuyển cả. Các bạn sản xuất nông sản, sản xuất xong gặt hái xong là đưa đi đâu? Thì cũng phải có xe chở tới chỗ, nhà máy cũng phải có xe chở tới chỗ, tới chỗ mà người mua hàng chứ, đúng không? Rồi các bạn làm bất cứ cái nghề sản xuất từ công xưởng, xuất hàng ra, dù là cái phone dù là cái tivi thì lấy ai chở thì cũng là cái kỹ nghệ vận chuyển chuyên chở những cái món sản phẩm đó tới tay người dùng, tới tay những cái tiệm bán hay là tới tay những đối tác. Thì cái ngành vận chuyển nó là cái xương sống kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ đối với Hoa Kỳ cái cái ngành vận chuyển nó coi như là chiếm gần như là 50% trong tổng số cái cái GDP. Tôi không nói là cái GDP mà trong tổng số cái lợi nhuận của của Hoa Kỳ và nó nuốt rất là nhiều tiền cái ngành vận chuyển. Thì các bạn thấy ví dụ như bây giờ các bạn vào Amazon các bạn order hàng. Thì bây giờ Amazon có những cái chương trình rất đặc biệt là họ miễn phí shipping hoặc là họ lấy tiền rất là nhẹ vài đô la cho tới vài đô la thôi để họ lấy cái tiền shipping nó lại thôi, nếu như món hàng nó quá nặng. Thì họ khi mà họ thầu bao như vậy thì cái mà họ chịu đựng là phải chuyển hàng của họ đi và Amazon đã tổ chức những cái đội chuyển hàng riêng của họ đó là vì họ chịu không nổi cái tiền mà shipping qua FedEx, qua UBS hay là qua DHL vân vân thì những cái công ty vận chuyển này á họ chỉ chuyên về vận chuyển thôi và họ cái những là một trong những cái ngành mà hái ra tiền nhiều nhất đối với tất cả các quốc gia ngay cả các bạn trong Việt Nam mà lái xe vận tải chạy dù dù đi giao hàng đó thì tài xế hưởng lương thì không bao nhiêu nhưng mà cái ông chủ của đội xe đó đó thì hưởng rất nhiều mặc dù có lại quả, mặc dù có chia tiền cho các công an giao thông để mà lỡ tài xế có chạy à, nhanh tốc độ hay như thế nào đó thì cũng chăm trước nhưng mà các bạn thấy rằng là cái ngành freight tức là cái ngành vận chuyển nó chiếm rất quan trọng trong cái nền kinh tế của mỗi một quốc gia vì vậy khi bây giờ Tổng thống Trump dở cái bài này lên là coi như là Tổng thống Trump đã gần như lột trần truồng nước Trung Quốc ra. Ông đã lột trần truồng nước Trung Quốc ra cho thấy rằng là họ đã lợi dụng bao nhiêu lần và họ đã lợi dụng như thế nào với những cái giá thành rẻ ra sao để mà đi giật khách, để mà cạnh tranh, để mà à, hốt tất cả khách hàng về phía họ. Và đây là một trong những cái điều mà Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố nếu như cái hệ thống này, thiếu sót này, cái, cái floor system này mà không được chỉnh sửa thì Hoa Kỳ completely rút lui. Tức là Hoa Kỳ sẽ rút lui hoàn toàn ra khỏi cái hiệp ước này đã có trị giá 144 năm. Điều này sẽ làm cho cả cộng đồng quốc tế rêm mình. Tại vì tất cả các hệ thống ship hàng, gửi hàng ít nhiều có liên hệ tới Hoa Kỳ. Tức là các bạn thấy cái mạng lưới gửi hàng trên khắp thế giới thì đa phần vẫn gửi tới Hoa Kỳ. Đa phần cái thị trường chính của cộng đồng thế giới ở mỗi một quốc gia ví dụ như Âu Châu thì thị trường chính của họ đâu cũng là Hoa Kỳ. Á Châu nếu mà chọn cái thị trường chính để sản xuất hàng Thì cũng là Hoa Kỳ Rồi Trung Quốc Thị trường chính của họ cũng là Hoa Kỳ luôn Do đó nếu như Hoa Kỳ rút ra khỏi cái việc này Thì nó sẽ gây gỡ, ngỡ ngàng Cho cả cộng đồng quốc tế Và họ phải súng lại thay đổi Những cái điều khoản ở trong đó Mà khi thay đổi những cái điều khoản trong đó Tất cả mục tiêu của Tổng thống Trump nhắm thẳng vào Trung Quốc Tại vì Trung Quốc là cái quốc gia Hưởng lợi nhiều nhất trong cái kỹ nghệ này Trong suốt 20 năm qua Và bây giờ ông dở hàng hết các bạn thấy rõ ràng là Tổng thống Trump đã đi một cái bước rất hay. Ông đi một cái bước được xem là khiến cho phía Trung Quốc phải lúng túng. Rõ ràng phía Trung Quốc rất lúng túng khi ông dở từng từng mảng một, từng miếng một cho từng ban ngành. Ông dở ra hết. Đầu tiên các bạn còn nhớ, đầu tiên ông nói về vấn đề thép và nhôm thôi. Rồi sau đó ông nói về cái vấn đề ăn cắp sản phẩm trí tuệ, trí tuệ của Hoa Kỳ rồi sau đó ông lại dở ra là à, phía trung quốc đã bắt đầu đánh cắp những cái à, thông tin từ phía những công ty của hoa kỳ tức là tất cả những cái trò của trung quốc bây giờ tổng thống trump dở hàng ra hết thì rõ ràng là tổng thống trump so với những đời tổng thống trước ông nắm vững vấn đề hơn lý do tại sao tại vì bản thân của ông vốn là một nhà kinh doanh ông vốn là một nhà kinh doanh Do đó và ông lại là chủ sòng bạc nữa Và ông lại một tay là cao thủ trong thị trường chứng khoán Rồi ông lại là một người sinh hoạt Gọi là lão luyện Ở trong cái ngành truyền thông Do đó tất cả những chiêu trò của Trung Quốc Không qua được cặp mắt của Tổng thống Donald Trump Bây giờ tôi nói từng phần cho các bạn nghe Đúng chưa Thị trường chứng khoán Tới bây giờ các bạn thấy thị trường chứng khoán của Tường Hải Bốc hơi bao nhiêu ngàn tỷ rồi Là vì ông Trump biết được những kẻ cờ bạc là những kẻ à, suy nghĩ như thế nào ông là chủ sòng bạc thì đương nhiên ông biết con bạc suy nghĩ như thế nào ông chỉ từng, từng 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 mấy tháng này thôi là thị trường chứng khoán bốc hơi mấy ngàn tỷ liền đúng chưa rồi đó là cái thứ nhất cái thứ hai ông lại là người bên ngành truyền thông ông biết sử dụng cái tweet ông đâu cần những cái cơ quan truyền thông khác ủng hộ ông đâu một cái tweet của ông thôi tại vì ông biết được cái sức mạnh của mạng xã hội một cái tweet của ông thôi là khiến cho những cái công ty Trung Quốc là nhảy lên, nhảy xuống. Nhảy lên, nhảy xuống ngay. Ông sử dụng thông tin để mà tấn công. Thế giờ, mà cái thứ ba là ông quá thấu hiểu của những kẻ mà luồn lách kiếm đường đi short kết tức là kiếm đường đi đường tắt để làm giàu nhanh hơn. Là một tỷ phú, ông quá hiểu chuyện này. Là một tỷ phú và đã từng khai phá sản nữa. Thì ông quá hiểu cái chuyện của một người mà họ muốn đi đường tắt để làm giàu nhanh chóng. Đó là cách của Trung Quốc. Muốn đi đường tắt để làm giàu nhanh chóng. Mà muốn đi đường tắt như vậy á, thì những ngõ ngách của đường tắt, ông Trump ông rất rành. Thì cái vụ mà vừa dở hàng cái vụ bu chính này ra là một trong những ngõ tắt của Trung Quốc. Một trong những cái con đường tắt để Trung Quốc đi nhanh hơn đó. Mà kiếm kiếm lợi rất là nhiều đó. Là chính là những cái ngõ này, ông khui ra luôn do đó đối với một người như ông Trump khó có thể qua mặt được ông ta, tại vì ông là một người thương gia, ông là một tỷ phú, ông tổ chức giải hoa hậu, ông tham gia sinh hoạt mua những cái chương trình của truyền hình để mà thực hiện những cái nội dung trên truyền hình, ông rất rành ngành truyền thông sinh hoạt như thế nào, sử dụng truyền thông ra sao, rồi ông lại là chủ sòng bạc, ông biết con bạc khi mà thua bạc thì sẽ làm cái gì? Ví dụ như là ông biết rõ là nếu như thị trường chứng khoán Thượng Hải mất máu nhiều, bắt buộc chính phủ Trung Quốc sẽ phải bơm tiền vào thị trường chứng khoán để nâng giá lên lại. Và ông cứ lâu lâu ông tweet, ông để cho thị trường nó tưng, nó giảm xuống 4 ngày, Trung Quốc đổ vô một ngày, cái ngày hôm sau lại xuống nữa. Là vì con bạc khi thua bạc thì phải đi kiếm tiền gỡ. Mà càng kiếm tiền gỡ thì càng mượn nợ, càng mượn nợ thì coi như là nợ như chú chỏm liền. Đó là cái cái suy nghĩ của con bạc, cứ nghĩ là mình sẽ gỡ được. Do đó, ông cứ làm cho cái thị trường chứng khoán của Thượng Hải tưng tưng lên và Trung Quốc thì cứ bốc hơi và chính quyền Trung Quốc thì cứ đổ tiền vô bơm chứng khoán lên để gây dựng lòng tin của những nhà đầu tư. Đây là cách mà Tổng thống Trump đã sử dụng. Và quý vị thấy như vậy thì ông đã đủ bản lãnh để đương đầu với một nước Trung Hoa hay chưa? Và Trung Quốc liệu có phải là đối thủ của ông hay không? Tập Cận Bình, giỏi những trò chính trị lắm và rất là thâm sâu. Nhưng mà so với Tổng thống Trump Nhìn thấy ông rất bốc đồng Nhìn thấy ông à, giống như là một người thẳng như ruột ngựa vậy đó Nhưng mà ông là một người rất lấu cá Ông biết rõ hết tất cả những cái trò lấu cá của những tên mà ma đầu Và ông đã chận hết con đường đó Vì vậy Trung Quốc bây giờ phải đâm vào cái việc gọi là rất là lúng túng Tại vì họ không biết trong mấy ngày tới Ông lại dở hàng cái, cái, cái món nào ra nữa Đây là một trong những cái chiêu thức mà tôi cho các bạn thấy Tổng thống Trump rất là giỏi trong cái vấn đề mà cái chính sách đối ngoại ông vẫn giữ một cái quy tắc cứng rắn nhưng trong cái cứng rắn đó ông đã ông thầm bịch hết tất cả những cái đường mà lấu cá vặt khôn vặt hay là những cái đường gọi là đường binh của trung quốc có thể lách ông dở hàng hết điều này sẽ khiến cho trung quốc trở nên lúng túng hơn và khi mà họ bị dở tất cả các hàng lên và phơi bày ra cho cộng đồng quốc tế thì coi như là tổng thống trump lột trần truồng họ ra cho mọi người nhìn thấy thì lúc đó Trung Quốc tôi không biết họ sẽ phản ứng như thế nào. Và đó là trong cái câu chuyện ngày hôm nay nhân cái dịp mà tờ Bưu điện Hoa Nam đã tăng đăng cái tin mà Tổng thống Trump đòi rút ra khỏi cái hiệp ước UBU mà trong đó Trung Quốc là cái quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất đó thì các bạn thấy rằng cái những cái trò của Trung Quốc so với những cái cách của Tổng thống Donald Trump nó khác nhau như thế nào và chắc chắn rằng trong cái cuộc chiến mậu dịch này Trung Quốc khó mà đỡ được với những cái à, chiêu thức kỳ lạ của Tổng thống Donald Trump và họ sẽ còn tưng tưng lên nhiều nữa. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất. Một lát phong sẽ trở lại với đề tài thứ hai. À, đề tài thứ hai thì nhiều người quan tâm sáng ngày hôm nay, thì phong sẽ đi vào cái phân tích của cái đề tài thứ hai. Mong các bạn nhớ đó nghe.